con. A Di Đà Phật, Di Đà Phật. 1 nè, 1 chữ nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, gần 60 sư nha cô chú vị ơi. Em đánh 58 sư đó. Đâu có giống gì ơi. Cô né ra đi, né đi. Bắt mấy cô 58 sư nha cô chú. Hôm trước em mới xuất hiện quay thầy là mấy cô 6 sư rồi. Bây giờ tới 58 sư. Cô chú vị. Ai gì là Phật tội nguyện cho những sư nhiều sức khỏe ha. À, sớm đạt thành chánh quả. Thầy Minh Tạng quý vị ơi. Thầy Minh Tạng đi đó. À, còn các sách xuất phát sáng nay nha cô chú. Nếu như 60 sư mà xếp hàng thì đi một đường dài rất là dài nha cô chú chị. 58 sư. Thôi đi. Đi tới luôn mọi người ơi, để cho. Đó đi sao là sư kệ đâu cô chú chị. Hai người, nhập đồ đi anh. Con tính gì? Dạ dạ dạ. Con xin đi gặp bạn. À còn khách chứ có sáng nay nha cô chú chị. Nè 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 con xin hai cái máy cho qua để nè nè nó đi. Đó, đời lớn sao cho con này, đời lớn đúng không? Dạ. Bên này nè. Chưa được 50 nè. Đâu thứ gì? Ồ, mấy công an rất dễ thương ha. À, mấy công an xếp xếp cho nó gọn gàng cho bà con đi. À, cho mới sư đi ha. Đó. Cô chú chị ơi, bây giờ là mình lên dốc để mình vẹo ra quốc lộ này cô chú. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Qua 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 đi, 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 qua đi. A Di Đà Phật. À, ra quốc lộ rồi nha cô chú gì. Ồ rất là đẹp nha mọi người ơi, phải là cũng hình cực kỳ đẹp luôn. 58 sư cô chú, em đến 58 sư. Em chúc tất cả những sư nhiều sức khỏe ha, để sớm đạt được cái ước nguyện của mình. 58 sư. Rất là đẹp cô chú anh chị. Quá tuyệt vời. Đó cô chú gì ơi. Đó mà 58 sư. Đi mình đi sang sang nha. Đâu có tiếng gì. Không hề rất là đẹp nha. À phía sau là sư Minh Tệ đó cô chú chị ơi. Cùng với huynh đệ của mình. Để sát bên sư Minh Tạng. Đó, anh đang coi coi tài sát sát ra. À, rất là đẹp nha cô chú chị ơi.
góc máy quay rất đẹp nha cô chú. Mới bên đi trước để mình quay cái cảnh tí đó, đẹp lắm cô chú ơi, một khung hình rất đẹp nha. Quay góc máy dưới này trên A Di Đà Phật. À, số lượng hồi em đếm là 58 sư nha cô chú. Hôm trước em xuất hiện là mất có 6 sư à. À, lúc ở đầu Thanh Hóa chú vui là ngàn là mất có 6 sư, chứ lại cộng với lại sư Minh Tệ nó là mất 7 người à. Bây giờ qua mất có mấy tỉnh à, số lượng tăng đã gần 60 sư rồi chú chị. Em cầu chúc cho tất cả những sư như sức khỏe ha, sớm đạt được cái chánh quả của mình. Ở đâu chú chị? Đây. Đây quý vị. À, cảm ơn những anh công an giao thông ha, chỉ công an làm công tác rất là ok mọi người, đường đi rất ok luôn. Đi một hình ảnh rất đẹp sáng nay nha cô chú chị ơi. À, mấy chị đi theo rất giỏi nha cô chú, tối qua chỉ theo chị cô mọi người ngủ trước cái nhà dân luôn rồi, trước cái chỗ chị bên tệ luôn đó, mười mấy người luôn ngủ trong chỗ nghĩa trang đó cô chú chị ơi. Còn tụi em thì về nhà nghỉ, tụi em tắm rửa, tụi em nghỉ rồi ra điện thoại rồi sạc pin rồi sáng tiếp tục. Dạ, thầy Kim Cang. Thầy Kim Cang là làm gì cái trò chuyện thầy Kim Cang, thầy có ngã khỏe thầy Kim Cang. Dạ, thầy khỏe. Thầy Kim Cang nghe tin có mục sư Minh Thiện qua chưa, qua đường chưa, chưa nghe hả? Đêm qua lúc 10 giờ sư cô có gặp sư mà chị Kim, sư Minh Thiện đi rất là mệt ha, tụi con quay luôn mà, rồi có hai chị đi chung với tụi con á, dẫn vô bệnh viện rồi chở vô bệnh viện ở Huế, rồi cuối cùng là chiều lại sư không qua khỏi. Sư Minh Thiện mới vô có 4 ngày à, sư đó ở bên Mỹ mới về mới có 4 ngày, đi theo thầy 4 ngày à. Dạ dạ mô Phật. Không có điện thoại nữa đâu. Dạ đông quá. Dạ 5 năm rồi. Sư đó là trước kia đồ con quay là sư nói một câu là sư nguyện theo thầy chút đường luôn đó. Dạ sư đó bỏ cho con bên Mỹ luôn mà. Sư đó về. A Di Đà Phật. Buổi sáng này thấy nó nhẹ nhàng của chú, đi từ 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 mát mẻ ha. A Di Đà Phật. Sư đây là quê hương của sư này đúng không? Đất là đất quê hương, nhà của sư đây nè. Quê sư ở đây nè, có chú chị. Dạ. Bây giờ mình đang đi trên quốc lộ 1A nha các chú. À có một cái tour du lịch Vietravel đang đứng dừng lại, mấy cô chú dùng chiếc điện thoại di động để quay lại hình ảnh của mấy sư. Đoàn tàu chạy qua cô chú ơi. Đi bố đường xem đi dưới cái gì. Ai coi rất là nóng à. Dạ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi lên. Đông chút gì ơi. Hình ảnh rất đẹp sáng nay nha cô chú. Em mong là những ảnh này rất đẹp để cho đến cuối
quán trị luôn để mình bước sang đất ở Huế cho chú chị. Nó trật tự là rất ok đó. Đi sau là sư Minh Tuệ cùng chú Minh Đệ ha. Đó có chú chị. À, chị kia bị công an bắt dừng xe lại. Em thấy mọi thứ nó diễn ra rất là nhẹ nhàng ha, không có ảnh nó tí nào luôn mọi người. Cứ như thế mà đi nha cô chú, để cho máy binh máy sư bộ hành ha. Cái đu chân của sư đi trước nó bị chắc em nghĩ là nó đau lắm, sư mới bắn cái băng chạy trắng lại cô chú ha, còn mang cái đôi dép che lên người đó cô chú. Nhìn rất dễ thương ha. Dạ dì Xuân Niêu, dạ thầy biết tên con luôn ha, biết tên dì Xuân Niêu con luôn, biết cái thầy theo chiêu tệ thầy biết thầy coi con rồi ha. Dạ A Di Đà Phật. Vào trong Huế với Đà Nẵng thì Phật tử đông lắm nha cô chú anh chị. Dì đi trước đi chị. Dạ hữu duyên. À tại nghe tin như qua có một thị sư Minh Thiện qua đời chưa? Nghe rồi. Dạ A Di Đà Phật. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Ở đâu có chuyện gì? A Di Đà Phật, đem đi, đem đi lại phía sau đi ha. Em quay cái cảnh này nè. A Di Đà Phật sư. A Di Đà Phật. Chào cô chú. A Di Đà Phật chân thích tự do. Thì là cười cô chú ơi. Dạ. Gặp sư là em cảm thấy trong lòng mình nó hoan hỷ rồi ha, không còn suy nghĩ nữa, chỉ biết quay thôi à. A Di Đà Phật. Hãy ghế nha, một ngày là sư thích tự cho là một y phục nha. Đúng không? Một ngày y phục đó em nhận rất là em rất là em phải rất là thiện cô chú. A Di Đà Phật. Em thấy sáng nay đi một cách nó nhẹ nhàng cô chú ơi. Đó. Cô chú đây quỳ lại nè. Đảnh lễ. Cái đôi chân của sư thích chú dễ đỡ chưa? Đi ổn rồi ha. Đó, cô chú vậy. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đi qua đi. Thank you.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cô. Một hình ảnh rất là nhẹ nhàng ở chính cô chú chị. Sáng nay mấy cô Phật tử đánh lễ nè chú chị ơi, A Di Đà Phật. Biết chị tới tự do luôn. Thì tới giờ đó mình biết nha cô chú ơi. Ngoài sư Minh Tuệ nè, sư Minh Tạng nè, rồi sư Hổ Kim Cang nè, sư A Nan nè, sư Minh thì tới tự do rất nhiều cô chú biết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mấy cô nè, cô Phật tử nè. Mấy cô Phật tử, cô Phật tử nè cô chú chị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đến đây thấy rất đông bà con Phật tử ha, đứng ở bên đường nè. A Di Đà Phật. Rất đông với Phật tử đứng hai bên đường nè. Biết chưa thích tự do luôn. Với Phật tử biết cơ thầy chưa thích tự do luôn. Thầy cơ ơi. Bây giờ thầy biết cơ. Thầy vừa thầy nữa biết nữa. Hồi sáng đếm là 58 sư nha cô chú chị. Hôm trước xuất hiện là mới có 6 sư rồi. 6 sư. Ở cuối Thanh Hóa đầu Nghệ An mới 6 sư rồi. Bây giờ lên đến 58 sư rồi cô chú. Cô chú, này đếm một vòng thẳng luôn đó. Càng Việt Nam thì nhiều sư sẽ xin theo nữa ha. Đi biết chúc cho nhiều sư có nhiều sức khỏe ha. Sớm đạt thành tính quả của mình. Ngày qua có một sư ở Tây Nguyên á. Xin theo thầy 10 ngày rồi. Sư chiều qua sư về rồi, sư bắt xe về quê rồi. Sư tâm sự tụi em là sư nói là sư theo thầy 10 ngày để sư học cái hành của thầy, để về sư buông bỏ bớt những cái tham sân si của sư. Không chứ chị, sư đi sư trải nghiệm, sư học hỏi, để về với đời sư sẽ hoàn thiện hơn nữa. A Di Đà Phật. Phía trước em thấy có ai phá hoại đây cô chú chị. A Di Đà Phật.
sáng nay thấy đêm rất nhẹ nhàng có chút, rất nhẹ nhàng ha, bình thường cứ thế mà mình di chuyển mọi người, cứ thế mà khi bên đây còn Vũ Bình để mình trên con đường bộ hành ha. Trong 13 hạnh đầu đà, hạnh đầu tiên là tạo y phục ha. Tạo y phục đó là mình nhặt những bánh vải vụn bên đường mình mặc ha, mình khâu ráo mình mặc, mình không có tìm những bánh vải sạch tắt tiền để cho mình mặc khóc lên người lên cho người tu sĩ, người tu không còn màng đến nhung lụa sang đẹp. Cái hạnh cuối cùng của hạnh 13 đầu đà đó là hạnh ngủ ngồi của Đức, hạnh ngồi, tất cả là ngồi, không bao giờ được nằm nha, kể cả khi ăn, khi thuyền và khi ngủ, tất cả là ngồi hết thưa quý vị. Và có một hạnh đó là hạnh ngồi, hạnh ở bìa rừng, hạnh ở rừng. Sau này trong kinh Phật cũng biết là không phải là tu 13 hạnh đầu đà là mình đi suốt 24/24, mình đi suốt trong 2 tháng đâu, chỉ trong đó có 3 tháng mình sẽ được nghỉ. Trong việc 3 tháng đó là mùa mưa, những con trùng nó nhau lên mặt đất, mình đi mình sẽ dậm đạp lên nó và mình sẽ vô tình mình sát sanh. Cho nên vào những mùa mưa thì những ngày đó thì trước kia là không đi ha. Và nó là trong 80 đệ tử của Đức Phật, trong đó có Đại Ca Nhiếp trước kia đã tu và nó là đặt chánh quả về 13 hạnh đầu đà hơn 2.500 năm trước của quý vị. Đó, mấy công an đi trước để làm cho phân luồng cho nó sạch, cho nó gọn gàng của chú chị. Đó. Mình nắm đi kem luôn đó. Mình đang ngồi đi. Chuyển ra ngoài đi. A Di Đà Phật. Đó của chú chị. Em đứng lại đây em quay một đoạn của chừng qua cái nha chị. Đâu chú chị? Nên quay cái cánh dưới nha của chú chị. Đó, trời bắt đầu mưa rồi cô chú ơi. A Di Đà Phật, Siêu Minh Tạng. A Di Đà Phật. Siêu Minh Tệ. Đây là cánh sau này của chú chị. Đó. Nhà mến chào cô chú anh chị trở lại với kênh Nhịp Sống Liêu. Và đây là khoảng khắc sáng nay xuất phát của chú về đó. Đi đầu là chúng ta là mục sư ha. Đó cô chú anh chị. Đây là khoảng khắc sáng nay nè. Bà con đứng hai bên đường rất là đông ha. A Di Đà Phật, Di Đà Phật. Một nè, mục sư nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, gần 60 sư nha cô chú ơi. Em đánh 58 sư đó. Đâu có gì ơi. Cô né ra đi, né ra đi. Mất mấy cô
58 sư nha cô chú. Hôm trước em mới xuất hiện quay thầy là mới có 6 sư à. Bây giờ tới 58 sư. Thì quý vị. A Di Đà Phật cầu nguyện cho nhân sư nhiều sức khỏe ha. À, sớm đạt thành chánh quả. Thầy Minh Tạng quý vị ơi. Thầy Minh Tạng đi đó. À, còn các sắc xuất phát sáng nay nha cô chú. Nếu như 60 sư mà xếp hàng thì đi một đường dài rất là dài nha cô chú chị. 58 sư. Thôi đi. Đi tới luôn mọi người ơi, để cho. Đó đi sao là chân đi kệ đâu có cái chuyện. Anh ơi, nhập vào đi anh. Không tính gì. Rồi rồi rồi. Con kia đi gọi vào. Rồi à còn khách chứ có sáng nay nha cô chú chị. Nè gì con xin ai cho mai cho qua này nè nó đi. Hả? Đây lớn sao cho con này, chị lớn đúng không? Dạ. Bên ngành hả? Chưa được 50 mà. Đâu chú chị? Ồ, mấy công an rất dễ thương ha. À, mấy công an xếp cho nó gọn gàng cho bà con đi. À, cho mấy sư đi ha. Đó. Cô chính chị ơi, bây giờ là mình lên dốc để mình vẹo ra quốc lộ này có chút. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Qua đi. Mời về đi. Quay lên. A Di Đà Phật. À, ra quốc lộ rồi nha cô chú gì. Ồ rất là đẹp nha mọi người ơi, phải là cũng hình cực kỳ đẹp luôn. 58 sư cô chú, em đến 58 sư. Em chúc tất cả những sư nhiều sức khỏe ha, để sớm đạt được cái ước nguyện của mình. 58 sư. Rất là đẹp cô chú anh chị. Quá tuyệt vời. Đó cô chú gì ơi. Tấm là 58 sư. Đi mình đi sang sang nha nè. Đâu có tiếng gì. Khung hình rất là đẹp nha. À phía sau là sư Minh Tệ đó có tiếng gì ơi. Cùng với huynh đệ của mình. Đi sát bên sư Minh Tạng. Đó, anh đang coi coi tài sát sát ra. À, rất là đẹp nha cô chú chị ơi. Góc máy quay rất đẹp nha cô chú. Mới bên đi trước để mình quay cái cảnh tí đó đẹp lắm cô chú ơi, một khung cảnh rất là đẹp nha, quay góc máy dưới lên trên. A Di Đà Phật. À, số lượng hồi nãy đếm là 58 sư nha cô chú. Hôm trước em xuất hiện là mất có 6 sư à. À, lúc ở đầu Thanh Hóa chú vui là ngàn là mất có 6 sư, chứ lại cộng với lại sư Minh Tệ nó là mất 7 người à. Bây giờ qua mấy có mấy tỉnh à, số lượng tăng đã gần 60 sư rồi chú chị. Em còn chúc cho tất cả những sư nhiều sức khỏe ha, sớm đạt được cái chánh quả của mình. Ở đâu có chứng gì đây.
đây cái gì. À, cảm ơn những anh công an giao thông ha, chỉ công an làm công tác rất là ok mọi người, đường đi rất ok luôn. Đi một hình ảnh rất đẹp sáng nay nha cô chú chị ơi. À, mấy chị đi theo rất giỏi nha cô chú, tối qua chỉ theo chị cô mọi người ngủ trước cái nhà dân luôn rồi, trước cái chỗ chị bên tệ luôn đó, mười mấy người luôn ngủ trong chỗ nghĩa trang đó cô chú chị ơi. Còn tụi em thì về nhà nghỉ, tụi em tắm rửa, tụi em nghỉ rồi sạc điện thoại, rồi sạc pin, rồi sáng tiếp tục. Đó là Kim Cang. Đây là Kim Cang. Là lắm chứ cái tàu chuyện này Kim Cang. Thầy cho ngát khẽ đây Kim Cang. Dạ, thầy khẽ. Thầy Kim Cang nghe tin có mục sư Minh Thiện qua chưa được chưa? Chưa nghe hả? Trưa qua lúc 10 giờ sư con có gặp sư mà. Chị Kim sư Minh Thiện đi rất là mệt ha, tụi con quay luôn mà. Rồi có hai chị đi chung với tụi con á, dẫn vô bệnh viện, rồi chở vô bệnh viện ở Huế. Rồi cuối cùng là chiều lại sư không qua khỏi. Sư Minh Thiện mới vô 4 ngày à. Sư đó ở bên Mỹ mới về mới có 4 ngày, đi theo thầy 4 ngày à. Dạ. Dạ mô Phật. Không có điện thoại không? Dạ. Đoạn đâu đó. Dạ. 5 năm rồi. Sư đó là phía kia đồ con quay là sư nói một câu là sư người theo thầy chút đường luôn đó. Dạ sư đó bỏ cho con bên Mỹ luôn mà. Sư đó về. A Di Đà Phật. Buổi sáng này thấy nó nhẹ nhàng cô chú, đi từ 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 mát mẻ ha. A Di Đà Phật. Sư đây là quê hương của sư này đúng không? Đất là đất quê hương nhà của sư đây nè. Quê sư ở đây nè cô chú chị. Dạ. Bây giờ mình đang đi trên quốc lộ 1A nha các chú. À có một cái tour du lịch Vietravel đang đứng dừng lại mấy cô chú dùng điện thoại di động để quay lại hình ảnh của mấy sư. Cô chú ơi. Đi vô đường xem đi chứ cái gì. Ai coi cái bác là nóng hả? dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi lên. Đăng ký gì ơi. Hình ảnh rất đẹp sáng nay nha các chú. Em mong là những ảnh này rất đẹp để cho đến cuối quốc kỳ luôn, để mình bước sang đất ở Huế của chú chị. Nó trật tự này là rất ok đó. Đi sau là sư Minh Tuệ cùng chú Minh Tuệ ha. Đó của chú chị. Chị kia bị công an bắt dừng xe lại.
em thấy mọi thứ nó diễn ra rất là nhẹ nhàng ha, không còn ai nói tiếng nào luôn mọi người. Cứ như thế mà đi nha cô chú, để cho máy binh máy sư bộ hành ha. Cái đuôi chân của sư đi trước nó bị chắc là em nghĩ là đau lắm, sư mới vắng cái băng chạy trắng lại cô chú ha, còn mang cái đôi dép che lên người đó cô chú. Nhìn thấy dễ thương ha. Dạ gì xuống niêu, dạ thầy biết tên con luôn ha, biết tên gì xuống niêu con luôn, biết cái thầy theo thiên văn tệ thầy biết thì coi con rồi ha. Dạ A Di Đà Phật. Vào trong Huế với Đà Nẵng thì Phật tử đông lắm nha các chú anh chị. Thì đi trước đi chị. Dạ hữu duyên. À thầy nghe tin như qua có một thị sư Minh Thiện qua đời chưa? Nghe rồi dạ. A Di Đà Phật. Hữu duyên thiên lý năng tứ ngộ. Ở đâu cái tiếng gì? A Di Đà Phật. Em đi, em đi lại phía sau đi ha, em quay cái cảnh này nè. A Di Đà Phật sư. A Di Đà Phật. Chào cô chú. A Di Đà Phật thiên thích tự do. Thiên là trời cô chú ơi. Dạ. Gặp sư là em cảm thấy trong lòng mình nó hoan hỉ rồi ha, không còn suy nghĩ nữa, chỉ biết quay thôi à. A Di Đà Phật. Em để ý nha, một ngày là sư thích tự do là một y phục nha đó. Đúng không, một ngày y phục đó em nhận rất là em rất là em phải rất là thiện cô chú. A Di Đà Phật. Em thấy sáng nay đi một cách nó nhẹ nhàng cô chú ơi. Đó cô chú đây quỳ lại nè, đảnh lễ. Cái đôi chân của sư thích vui vẻ đỡ chưa, đi ổn rồi ha. Dạ cô chú vậy. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đi qua đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cô. Một hình ảnh rất là nhẹ nhàng ở chỗ cô chú vậy. Sáng nay. Các bạn đi lên, tâm quan ra luôn.
mấy cô Phật tử đánh lễ nè chú gì ơi, A Di Đà Phật. Biết chưa, tới tự do luôn. Sư tới vậy đó mà biết nha cô chú ơi. Ngoài sư Minh Tệ nè, sư Minh Tạng nè, rồi sư Hổ Kim Cang nè, sư A Nan nè, sư Minh sư tới tự do rất nhiều cô chú biết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy cô nè, cô Phật Tị nè, mấy cô Phật Tị, cô Phật Tị nè cô chú chị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đến đây thấy rất đông bà con Phật tử ha, đứng ở bên đường nè. A Di Đà Phật. Xe ô tô bên phía bên đây đi chuyển, đường Nam ba đi chuyển. Xe ô tô di chuyển nhanh. Đó, rất đông với Phật tử đứng hai bên đường nè. Biết chưa, tất tự do luôn. Mấy bạn tự biết cơ thầy siêu tất tự do luôn. Thầy cơ ơi. Bây giờ thầy biết cơ rồi. Thầy chưa thầy lần nữa không biết nữa. Hồi sáng anh đếm là 58 sư nha cô chú vậy. Hôm trước anh xuất hiện là mới có 6 sư rồi. 6 sư ở cuối Thanh Hóa đầu Nghệ An mà 6 sư rồi, bây giờ lên đến 58 sư rồi cô chú. Cô chú này đến một vòng thẳng luôn đó. Càng về Nam thì nhiều sư sẽ tin theo nữa ha. Đi biết chúc cho nhiều sư có nhiều sức khỏe ha. Sớm đạt thành tính quả của mình. Ngày qua có một sư ở Tây Nguyên á, xin tha thầy 10 ngày rồi. Sư chịu qua sư về rồi, sư bắt xe về quê rồi. Sư tâm sự tụi em là sư nói là sư theo thầy 10 ngày để sư học cái hạnh của thầy, để về sư buông bỏ bớt những cái tham sân si của sư. Không chứ chị, sư đi sư trải nghiệm, sư học hỏi, để về với đời sư sẽ hoàn thiện hơn nữa. A Di Đà Phật. Phía trước em thấy có ai thả quả này cô chú chị. A Di Đà Phật. Sáng em thấy đi rất nhẹ nhàng cô chú, rất là nhẹ nhàng ha, bình thường. Cứ thế mà mình di chuyển mọi người, cứ thế mà từ bên đệ cầu dưới bên đệ mình trên con đường bộ hành ha. Trong 13 hạnh đầu đà, hạnh đầu tiên là tạo y phục ha. Tạo y phục đó là mình nhặt những bánh vải vụn bên đường mà mình nặt ha, mình khâu đã mình nặt. Mình không có tìm những bánh vải sạch đắt tiền để cho mình mặc khóc lên người lên, cho người tu sĩ, người tu không còn màng đến nhung lụa sang đẹp. Cái hạnh cuối cùng của hạnh 13 đồ đà đó là hạnh ngủ ngồi của đức, hạnh ngồi. Tất cả là ngồi, không bao giờ được nằm nha, kể cả khi ăn, khi thuyền và khi ngủ, tất cả là ngồi hết cô chú chị. Và có một hạnh đó là hạnh ngộ, hạnh ở bìa rừng, hạnh ở rừng. Sau này trong cái tập cũng biết là không phải là tu 13 hạnh đầu đà là mình đi suốt 24/24, mình đi suốt trong 2 tháng đâu,
Thì trong đó có 3 tháng mà mình sẽ được nghỉ. Trong việc 3 tháng đó là mùa mưa, những con trùng nó leo lên mặt đất, mình đi mình sẽ dậm đạp lên nó và mình sẽ vô tình mình sát sanh. Cho nên vào những mùa mưa thì những ngày đó thì trước kia là không đi ha. Và nó là trong 80 đệ tử của Đức Phật, trong đó có Đại Ca Nhiếp trước kia đã tu và nó là đặt chánh quả về 13 hạnh Đầu Đà hơn 2.500 năm trước của quý vị. Đó, mấy công an đi trước để làm cho phân luồng cho nó sạch, cho nó gọn gàng của chú chị. Đó. Mình nắm cái kem luôn đó, ra ngồi đi. A Di Đà Phật. Đó của chú chị, em đứng lại đây em quay một đoạn của chưa qua cái như chị. Đó của chú chị, nếu quay cái cánh dưới nha của chú chị. Đó, trời bắt đầu mưa rồi chú ơi. A Di Đà Phật, Sư Minh Tạng. A Di Đà Phật, Sư Minh Tệ. Đây là cái xa này của chú chị. Đó. Dạ, mến chào cô chú anh chị trở lại với kênh Việt Sống Điêu. Dạ, đây là khoảng khắc sáng nay trước phát của chú chị đó. Đi đầu là chắc là một sư ha. Đó của chú chị. Đây là khoảng khắc sáng nay nè. Bà con đứng hai bên đường rất là đông ha. A Di Đà Phật, Di Đà Phật. Một nè, một sư nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai mươi hai, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, gần 60 sư nha cô chú vợ ơi. Em đánh 58 sư đó. Đâu có chú gì ơi. Cô né ra đi, né đi. Bắt mấy cô 58 sư nha cô chú. Hôm trước em mới xuất hiện quay thầy là mấy cô 6 sư rồi. Bây giờ tới 58 sư. Cô chú vậy. A Di Đà Phật, cầu nguyện cho những sư nhiều sức khỏe ha, sớm đạt thành chánh quả. Thầy Minh Tạng của mình á, thầy Minh Tạng đi đó. Còn các sắc xuất phát sáng nay nha cô chú. Nếu như 16-60 sư mà xếp hàng thì đi một đường dài rất là dài nha cô chú chị. 58 sư. Thôi đi. Đi tới luôn mọi người ơi. Đó, đi xa là sư kệ đó cô chú chị. Anh ơi, gấp bao đi anh. Con tính gì? Dạ. Con kia đi bà. Còn phát xích đó sáng nay nha cô chú chị. Nè, con xin ai cho nó xếp ai cho qua để nè nó đi. Nè.
Đâu tiếng chị. Đây lấy sao cho con này. Chị lấy đúng không? Dạ. Bên anh hả? Chưa được 50 mà. Đâu tiếng chị. Ồ, mấy công an rất dễ thương ha. À, mấy công an xếp xếp cho nó gọn gàng cho bà con đi. À, cho mấy xe đi ha. Đó. Bây giờ bây giờ bắt đầu mình lên dốc để mình vẹo ra quốc lộ này có chút. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Qua 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 đi qua đi. Qua đi qua đi. Qua đi qua đi. Qua đi qua đi. Qua luôn đi, qua luôn đi. Qua lên. Ai đi ra phật à, ra quốc lộ rồi nhà cô chú gì. Ồ rất là đẹp nha mọi người ơi, phải là khung hình cực kỳ đẹp luôn. 58 sư của chú em đến 58 sư, em chúc tất cả những sư nhiều sức khỏe ha, để sớm đạt được cái ước nguyện của mình. 58 sư rất là đẹp của chú anh chị, quá tuyệt vời đó của chú chị ơi. Tâm mà 58 sư đi đi mình đi sang sang nha đó của chú anh chị, khung hình rất là đẹp nha. À phía sau là sư Minh Tệ đó cô chú chị ơi, cùng với ông huynh đệ của mình đi sát bên sư Minh Tạng. Đó anh ấy coi ta sát sát ra à, rất là đẹp nha cô chú chị ơi. Góc máy quay rất đẹp nha cô chú. Mới vừa đi trước để mình quay cái cảnh tiết đó, đẹp lắm cô chú ơi. Một khung hình rất đẹp nha. Quay góc máy dưới này trên. A Di Đà Phật. À, số lượng hồi em đếm là 58 sư nha cô chú. Hôm trước em xuất hiện là mất có 6 sư. À, lúc ở đầu Thanh Hóa chú vui là ngàn là mất có 6 sư. Chứ lại cộng với lại sư Minh Tệ nó là mất 7 người à. Bây giờ qua mấy có mấy tỉnh à, số lượng tăng đã gần 60 sư rồi chú chị. Em cầu chúc cho tất cả những sư nhiều sức khỏe ha, sớm đạt được cái chánh quả của mình. Ở đâu chú chị? Đây. Đây chú chị. Cảm ơn những anh công an giao thông ha, chỉ công an làm công tác rất là ok mọi người, đường đi rất ok luôn. Đi đi đi. Một hình ảnh rất đẹp sáng nay nha cô chú chị ơi. À, mấy chị đi theo rất giỏi nha cô chú, tối qua chỉ theo chị cô mọi người ngủ trước cái nhà văn luôn rồi, trước cái chỗ chị bên tệ luôn đó, mười mấy người luôn ngủ trong chỗ nghi tràng đó cô chú chị ơi. Còn tụi em thì về nhà nghỉ rồi em tắm rửa rồi em nghỉ rồi ra điện thoại rồi sạc pin rồi sáng tiếp tục. Dạ thầy Kim Cang. Thầy Kim Cang là lắm chưa cái tàu chuyện thầy Kim Cang, thầy có ngã khỏe thầy Kim Cang. Dạ thầy khỏe. Thầy Kim Cang nghe tin có một sư Minh Thiện qua chưa, qua đường chưa, chưa nghe hả?
trưa qua lúc 10 giờ sư con có gặp sư mà. Chị Kim sư Minh Thiện đi rất là mệt ha. Rồi con quay luôn mà. Rồi có hai chị đi chung với tụi con á dẫn vô bệnh viện, rồi chở vô bệnh viện ở Huế. Rồi cuối cùng là chiều lại sư không qua khỏi. Sư Minh Thiện mới vô có 4 ngày à. Sư đó ở bên Mỹ mới về mới có 4 ngày, đi theo thầy 4 ngày à. Dạ. Dạ mô Phật. Không có điện thoại không có. Dạ. Không có. Dạ. 5 năm rồi. Sư đó là thứ kia đồ con quay là sư nói một câu là sư nguyện theo thầy chút đường luôn đó. Dạ sư đó bỏ cho con bên Mỹ luôn mà. Sư đó về. A Di Đà Phật. Buổi sáng này thấy nó nhẹ nhàng của chú, đi từ 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 mát mẻ ha. A Di Đà Phật. Sư đây là quê hương của sư này đúng không? Đất là đất quê hương nhà của sư đây nè. Quê sư ở đây nè, có chú chị. Dạ. Bây giờ mình đang đi trên quốc lộ 1A nha các chú. À có một cái tour du lịch Vietravel đang đứng dừng lại mấy cô chú dùng điện thoại di động để quay lại hình ảnh của mấy sư. Đoàn tàu chạy qua cô chú ơi. Đi vô đường, xem đi dưới cái gì. Ai coi cái bác là nóng hả? dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi lên. Đâu cái gì ơi? Hình ảnh rất đẹp sáng nay nha các chú. Em mong là những ảnh này rất đẹp để cho đến cuối quốc tỷ luôn để mình bước sang đất ở Huế cho chú chị. Nó trong nguyện này là rất ok đó. Đi sau là sư Minh Tệ cùng chú Minh Tệ ha. Đó của chú chị. Thì kia bị công an bắt dừng xe lại. Em thấy mọi thứ nó diễn ra rất là nhẹ nhàng ha, không có ai nói tiếng nào luôn mọi người. Cứ như thế mà đi nha cô chú, để cho mấy binh mấy sư bộ hành ha. Cái đuôi chân của sư đi trước nó bị chắc là nghĩ là đau lắm, sư mới bắn cái băng chè trắng lại cô chú ha, còn mang cái đôi dép che lên người đó cô chú. Nhìn thấy dễ thương ha. Dạ chị Xuân Niêu, dạ thầy biết tên con luôn ha, biết tên chị Xuân Niêu con luôn, biết cái thầy theo chị Minh Tệ thầy biết thầy coi con rồi ha. Dạ. A Di Đà Phật. Vào trong Huế với Đà Nẵng thì Phật tử đông lắm nha các chú anh chị. Đi đi trước đi. Thank you.
Dạ, hữu duyên. À thầy nghe tin đi qua có một thầy sư mới thiện qua đời chưa? Nghe rồi, dạ, A Di Đà Phật. Hữu duyên thiên lý năng tứ ngộ. Đâu có chuyện gì? A Di Đà Phật, em đi, em đi lại phía sau đi ha. Em quay cái cảnh này nè. A Di Đà Phật sư ngôn. A Di Đà Phật. Đây cô chú. A Di Đà Phật thiên thích tự do. Thiên là trời cô chú ơi. Đó. Gặp sư là em cảm thấy trong lòng mình nó hoan hỷ ha, không còn suy nghĩ nữa, chỉ biết quay thôi à. A Di Đà Phật. Em để ý nha, một ngày là sư thích tự cho là một y phục nha, đúng không? Một ngày y phục đó em nhận rất là em rất là em bay rất là thiện rồi chú. A Di Đà Phật. Em thấy sáng nay đi một cách nhẹ nhàng rồi chú ơi. Đó. Cô chú đây quỳ lại nè, đảnh lễ. Cái đôi chân của sư thích chú dễ đỡ chưa? Đi ổn rồi ha. Đó, cô chú vậy. Dạ. A Di Đà Phật. À. A Di Đà Phật, đi qua đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật con. Một hình nó rất là nhẹ nhàng đó chú quý vị. Sáng nay. Mấy cô Phật tử đánh lễ này, chú gì ơi, A Di Đà Phật. Biết chị tức tự do luôn. Sư tới giờ đó nổi tiếng nha cô chú ơi. Ngoài sư Minh Tuệ nè, sư Minh Tạng nè, rồi sư Hổ Kim Cang nè, sư A Nan nè, sư Minh sư tức tự do rất nhiều cô chú biết. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Mấy cô nè, Phật tỷ nè. Mấy cô Phật tỷ, Phật tỷ nè cô chú chị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đến đây thấy rất đông bà con Phật tử ha. Đứng ở bên đường nè. A Di Đà Phật.